Ngày tự động gia tốc và gia gông. Và đây là hình ảnh một người chân dung của một thầy trụ trì, thầy sống. Long vị này sẽ khác với những cái long vị ở những nơi mà Bùi Hộ đã từng gặp. Long vị ở những nơi từng gặp thì ở trên đó nó sẽ viết thành một cái chữ Hán và họ tên của người mất, nhưng mà thầy đã làm trước cho mình luôn. Có những Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa. Và Bùi Hồ đang ở trong một khuôn viên chùa, chùa Lộc Sơn ở thành phố Nha Trang của bác quý anh chị. Và một điều khá đặc biệt mà Bùi Hồ phải đến đây để review về ngôi chùa cho cô bác quý anh chị xem. Sau khi đó tượng sáp của một vị sư, và sau một thời gian để ở trong ngôi chùa này thì tượng tự nhiên mọc tóc và mọc râu. Và điều kỳ lạ đó làm cho Bùi Hồ muốn đến đây để review cho cô bác quý anh chị xem. Trước khi vô viếng chùa thì cùng Bùi Hồ tham quan toàn cảnh của khu chùa nha cô bác quý anh chị. Và trước khi mà vào thì chúng ta sẽ thấy được rằng đây là tượng mẹ Quan Âm cầm bình cam lộ. Đây, tượng mẹ Quan Âm cầm bình cam lộ trút xuống ha. Và bên đây thì khu bên đây thì cũng khá là đẹp, khi mà trên kia là tượng Địa Tạng cô bác quý anh chị. Ở dưới đây thì nơi này thì các vị La Hán. Ở đây thì có tất cả là 18 vị La Hán với dáng vẻ khác nhau. Thì đấy, hành lang này nhìn rất là đẹp luôn. Và trong kia là vị một tổ của chùa. Dạ, nhưng mà bữa nay thì tự mọc râu, mọc móng tay. Rồi cái tủ đó là cái tủ là kỷ vật mà tôi đi các nước để tôi làm Phật sự. Thì chút nữa là mấy chú cứ việc đi lên coi, tự động coi, tự động là đó muốn coi rồi là nó như thế nào đó thì cứ việc lên coi. Cái tượng tự mọc tóc lâu chưa thầy? Đó, tôi có ghi ngày giờ trên đó. Dạ. Đi lên đi. Cứ việc đi lên đi coi đi. Dạ, con thỉnh thầy hướng dẫn con được không? Đâu thì đi, không có hướng dẫn gì hết đó. Dạ. Cứ việc coi đi. Dạ. Coi mấy cái hình ảnh này trước cái đã. Dạ. Coi hình ảnh đi. Thầy năm nay là thầy bao nhiêu rồi thầy? Khoảng 80. Ồ, thầy khỏe ha. Ừ. Thầy khỏe. Nhìn đâu khỏe. Không, nhìn câu tóc thì bạc, nhìn khỏe hết, đẹp lão quá ghê. Dạ, dễ con học nào hả thầy? Không, tôi từ hồi giờ vậy. Thầy là ăn chay trường từ xưa giờ mà. Thầy là tổ chùa này luôn. Tổ chùa này luôn. Ừ. Thầy thu hồi đó rồi. Đây, cái muốn coi sao, coi muốn đọc thì sao đâu. Dạ. Đây. Từ mấy cái tấm hình đó vòng hết cái đó xuống tới cái chỗ mà đây thì dẫn nhau đi lên trên lầu thì vô cái ngay giữa đó, đi vô. Dạ, con cảm ơn thầy. Coi mấy cái bức hình trước đi. Dạ. Coi xuống thì coi mấy cái hình đầu tiên trước cái đó. Dạ. Ôi, thầy trước đây thì cũng đã đi khắp nơi cô bác quý anh chị. Sư tổ ở chùa này có tên, có pháp danh là Thích Giác Trí, và thầy đã đi rất là nhiều nơi. Đây là những cái di ảnh của thầy nè. Nói về Phật giáo thì phải nói đến hai quốc gia mà nền Phật giáo rất là phát triển, đó là Bhutan và Ấn Độ. Bây giờ mình sẽ lên đây. Cái tượng Phật này thì dạ anh này hả thầy? Thầy thì không à, thầy thì... Và bên kia là cái chánh điện của cô bác quý anh chị, và ở nơi đây là nơi thờ một cái tượng vị sư. Ở đây không khí khá là yên lặng. Tất cả ở đây thì thầy Huệ Trí luôn treo những cái tấm ảnh của mình. Đây, trưởng lão Thích Giác Trí. Cô bác quý anh chị. Và bây giờ mình sẽ bước vô đây. Ôi, cô bác quý anh chị thấy không? Mình đây là một cái tượng sáp đang ngồi một tư thế an nhiên. Trước khi vô đây mình sẽ bật đèn.
Giờ mấy chú đi vô kia sẽ thấy. Ồ, cái tượng này là thầy thiết kế kỷ niệm thiết kế đây, kế đây, ở Thái Lan. Đây đây. Dạ. Có ghi đây. Dạ. Kỷ niệm nhà thiết kế tượng sáp tại Thái Lan. Rồi cái tượng đó là được làm ở bên Thái Lan 2 năm rồi. Ờ, đây là hình mẫu của thầy ha. Ờ. Ờ, thầy điều đặc biệt là thầy vẫn còn tại thế, nhưng mà thầy lại thiết kế cho mình một cái tượng sáp này. Và thầy có để một cái ảnh mình ở nơi đây luôn. Và có ngay cả có chân ương đây luôn cô bác quý anh chị thấy không? À, đây là một điều khá là đặc biệt về tâm linh mà các bạn đây chưa biết. À, đây đây là một cái chân hương. Dạ, và đây là một cái bức hình của thầy gọi là trưởng lão Thích Giác Trí đệ nhất trụ trì tổ Trùng Hưng chùa Lộc Sơn. Và đây là cái mẫu hình. Và sau đây thì mời cô bác quý anh chị cùng theo bồi hồi để mà xem về cái tượng của thầy. Tượng sáp thôi nhưng mà tượng một râu và một tóc. Đây là một điều khá là kỳ lạ đúng không? Dạ. Không biết là cô bác quý anh chị có thấy rõ không, nhưng mà nhìn hình ảnh bức tượng rất là có thần. Và gọi là trưởng lão, thầy mặc một cái áo nhà sư, áo vàng ở trong. Ở đây có hai cây này hình con rồng nè. Trượng, cây trượng của nhà sư á. Và theo chia sẻ của thầy thì tượng này tự động ra tóc và ra râu. Và đây là hình ảnh một người chân dung của một thầy trụ trì, thầy sống. Nhưng mà tại sao lại ra tóc ra râu kỳ lạ ha. Râu càng ngày càng mọc ra. Và nếu như mà mình không để ý mà cái âm thanh đèn, mà cái ánh sáng đèn mà nó không gọi xuống, và mà một buổi tối á, nhìn có vẻ là yếu tim thì cũng khó. Và nhìn đôi mắt không biết thì để mà thiết kế một cái bức tượng như thế này, để làm bằng sáp như thế này thì giá là bao nhiêu tiền, và chắc kích cỡ này thì nó vừa với lại kích cỡ của một người thật. Và lấy hình mẫu là một một luôn. Hình ảnh mà lúc nãy chút xíu nữa chắc Bùi Hồ có lẽ sẽ quay một hình ảnh thật về thầy ở ngoài. Và đây là tượng rồi. Thầy ơi, cái bệ ngồi như thế này là trong nhà Phật thì được gọi là ngồi như sao thầy? Ok, chân. Ở đây thì mình để ý gọi là tượng sáp, nhưng mà chẳng khác nào là một cái chân người thật. Ngay cả cái phần móng mà khuyết vô trong á, và những cái phần mà lông chân nó lổm vô, nó chẳng khác nào là thật 100%. Trên tay thì cầm sâu chuỗi và hai tay để xuôi xuống rất là an lạc luôn. Nhưng mà mình không hiểu gọi là tượng sáp thì trước đây thì khi chưa đến chùa này thì mình cứ nghĩ rằng là tượng này là của một vị tổ khác, chứ không phải là một vị tổ đang đi với mình mới lúc nãy. Đây, đây là phía đằng sau nè. Và tóc, chân mày và râu đều bạc hết. Thật ra thì nếu như mà một mình vô đây mà có một số kinh Phật tụng ở đây mà nghe cái cảm giác nó cũng khá rùng rợn chứ không phải là bình thường. Nhưng mà ở đây thì thầy dán keo lại hết rồi, không cho mở ra, không cho mở ra được. Thầy đã khóa lại rồi. Thầy nói là tượng này thầy được đặt ở Thái Lan. Thầy nhìn thấy sao? Giống không? Giống như cái thời điểm thầy đi cách đây cũng cỡ 2 năm. Dạ. Giống như cái hình bên ngoài. Nhưng mà không hiểu tại sao những cái chân tóc li ti kia có thể mọc ra. Và nếu như mà gọi là trong cái tóc của nghệ thuật thì không phải là cái mà nó coi như là nó giống như là nó đâm thẳng ra. Đây là một điều khó giải thích.
Nếu như mà cô bác quý anh chị mà không tin đó, thì có thể về chùa Lộc Sơn này thì gặp thầy sẽ cho viếng cái tượng này. Nhìn xa nữa mà tổng thể nè, theo giống như hình tướng của thầy ở bên ngoài, và bức tượng này thì với lại hình vẽ lúc nãy, hình chụp lúc nãy thì nó giống nhau, tỷ lệ kích thước 1:1. Nhưng mà mình không hiểu là tại sao một người trụ trì còn sống lại thờ cái bức ảnh của mình lên trên đó, và có thể để chân hương ở đó và tạc tượng, tạc đặt một cái tượng sáp như thế này. Ở Việt Nam thì có rất là nhiều chùa và chưa gặp ai mà có một cái bức tượng của chính mình như thế này. Đây. Đây thì cũng có khá là nhiều bạn quay, và một cái bức tượng như thế này thì khá là ly kỳ. Nếu như mà những sự đồn đoán mà mang cái tính chất huyễn hoặc, mang cái tính chất không có thì chính quyền sẽ vào cuộc ngay. Nhưng mà đây là một điều có thật. Đôi mắt của thầy á, thì cô bác anh chị xem thử đôi mắt và đôi môi. Đôi môi thì cười mỉm, và đôi mắt thì nhìn xuống khoảng nhìn vuông góc, gần vuông góc với mình. Khó giải thích ha. Đặt ở Dương Quốc Thái Lan, nãy giờ cũng không có để ý. Từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 10 năm 2019, và tượng này thì chỉ mới mọc tóc khoảng 2 năm nay thôi. Có khi nào là thầy đã giác ngộ cao thâm? Ở đây có những cái lá bồ đề luôn nè. Thầy thì chắc có lẽ là đi thuyết pháp rất là nhiều nơi, và đặc biệt hai nơi mà thầy thường lui tới đó là Ấn Độ và Bhutan. Ở đây là một cái bình bát. Cái bình bát này ở trong đó nó có in một chữ là Vihaga, Ấn Độ. Trong nhà Phật thì chắc có lẽ là chút xíu sẽ hỏi thầy gọi tại sao mà sư thầy thì gọi là trưởng lão á. Đây là cũng là một cái chiếc lá bồ đề luôn ha. Bắt hương chân hương như thế này thì thầy có đốt nhang không? Ai muốn đốt, ai không đốt không cũng cần thiết. Dạ đi thầy cho con đốt nhang cái nha. Con đốt nhang. Dạ thì theo chia sẻ của thầy thì đây được gọi là long vị, và thầy đã tự đặt trước cho mình ở trên là hình đầu của một con rồng, ở dưới cũng là hình rồng luôn. Và long vị này sẽ khác với những cái long vị ở những nơi mà Bùi Hộ đã từng gặp. Long vị ở những nơi từng gặp thì ở trên đó nó sẽ viết thành một cái chữ Hán và họ tên của người mất, nhưng mà thầy đã làm trước cho mình luôn. Có những người thì người ta lại xây mộ trước cho mình, còn thầy thì lại xây tượng và đặt chân hương trước cho mình. Nói chung đối với thầy Trí thì cái sự mà sống chết nó nhẹ nhàng như hư không á cô bác anh chị. Thấy không? Để bác hương sẵn thấp à. Thấp này là này gọi là có thể gọi là có thể thắp hương cho người sống. Đây là cái tượng là đặt. Dạ. Yeah. Lúc đặt là không có tóc. Không tóc. À em quên, kỹ cái hình không có tóc. Và đây là cái bức tượng mà còn để ở bên Thái Lan, không tóc mà đem về thì 2 năm sau tự động mọc tóc. Không biết là tượng nó có ở đây có một cái căn duyên, hữu duyên gì đó mà đem về đây thì nó mới mọc tóc. Chứ khi mà đặt Thái Lan thì nó cũng không mọc tóc. Hôm nay thì khám phá đi một điều độc lạ là người sống là vẫn tật. Có bát hương trên đó, có long vị trên đó, khi nào mất nhờ người điền vô. Theo chia sẻ của thầy chủ trì thì trước đây nơi đây không phải là chùa mà là một ngôi nhà, và trong ngôi nhà này thì có tượng Phật như thế này, và sau này thì thầy mới về đây trùng tu để mà làm lên một ngôi chùa cổ kính và lớn như thế này. Đây là chánh điện của chùa Lộc Sơn, cô bác quý anh chị.
Thì mình với lại thầy của mình đi đi chung thì có để ý một cái điều khá là bất ngờ khi mà ngôi chùa khang trang như thế này. Đây, hồi nãy giờ cũng kiếm một cái thùng công đức như thế này đây. Đây là cái thùng công đức nằm nhỏ và khuất ở đằng sau lưng như thế này. Ở đây thì tượng ngay chính điện là tượng Phật rất lớn, làm bằng đá non nước, một loại đá mà gọi là rất là chắc và tốt ở Đà Nẵng, được tạc lớn như thế này. Ôi, chắc có lẽ là ôi nực quá. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Mong cái thức phim này sẽ mang đến một cái điều gì đó thú vị cho cô bác quý anh chị trong những cái câu chuyện huyền bí, tâm linh và độc lạ trong chuỗi video của Bùi Hồ. Thì rất mong những video clip sau và sẽ phục vụ cho cô bác quý anh chị thật nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại ở clip sau ạ.